Vậy là chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, triển lãm ô tô Việt Nam năm 2018 sẽ chính thức được khai mạc nơi hội tụ của 15 thương hiệu ô tô với hơn 120 mẫu xe góp mặt. Những cái tên đáng chú ý sẽ là Audi Q8, Jaguar E-Pace hay Honda Brio. Dàn xe mới và hot năm nay sẽ đổ dồn vào những mẫu xe nhập khẩu khi mà hầu hết các hãng đã tìm cách vượt ải Nghị định 116. Mời các bạn đến với thương hiệu đầu tiên đến từ Nhật Bản là Honda. Tại triển lãm lần này, Honda Việt Nam hé lộ sẽ trưng bày một số mẫu xe hoàn toàn mới, điển hình như Honda Brio, Honda Civic Type R và còn bất ngờ hơn với xe đua công thức 1. Honda Brio kể đến sau cho phân khúc xe hatchback hạng A, cạnh tranh với những cái tên đã quá quen thuộc trên thị trường như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo. Chính thức ra mắt tại Indonesia, Honda Brio có giá bán từ $9,150 khoảng 213,2 triệu đồng đến $12,510 khoảng 291,5 triệu đồng. Vậy, các bạn thử đoán xem khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, Honda Brio sẽ có mức giá là bao nhiêu? Các bạn nhớ comment ngay bên dưới video này. Một mẫu xe đậm chất thể thao của Honda không thể không nhắc tới là Civic Type R, mà phóng viên của kênh đã kịp ghi lại những hình ảnh khi xe được kín đáo cẩn thận đưa xuống từ xe vận chuyển để đi vào gian hàng trong triển lãm. Mặc dù là một mẫu xe dẫn động cầu trước, nhưng Civic Type R đã giành kỷ lục khi hoàn thành vòng đua nhanh nhất với thời gian 7 phút 43,80 giây. Một mẫu xe sẽ cạnh tranh song phẳng với Thánh Fortuner và cũng là người đồng hương của Toyota, Nissan Terra, mẫu SUV 7 chỗ hứa hẹn sẽ gây ra sự bất an đối với các đối thủ trong cùng phân khúc. Xét về tổng thể thiết kế nội ngoại thất thì Terra khá giống với người anh em Nissan Navara nhưng lại mang trong mình khá nhiều ẩn số ở mặt trang bị. Các bạn cùng chờ bài đánh giá chi tiết ngay khi mẫu xe này chính thức được công bố tại gian hàng thương hiệu Nissan. Tiếp nối video này, mời các bạn sẽ cùng đến với chiếc bán tải được mong chờ nhất triển lãm ô tô Việt Nam năm 2018. Không thể là chiếc xe nào khác, Ford Ranger Raptor. Mặc dù thuộc dòng Ranger, nhưng Raptor thực sự là mẫu xe hoàn toàn khác khi sử dụng hệ khung gầm mới, đi cùng hàng loạt các trang bị off-road, chuyên nghiệp. Bước sang thế hệ thứ 3, một mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng MLB Evo, sử dụng chung trong tập đoàn Volkswagen cùng Audi Q7, Porsche Cayenne và Lamborghini Urus, thì Touareg 2019 thực sự là mẫu xe ấn tượng. Xe sở hữu vẻ bề ngoài nam tính nhưng không kém phần thể thao, các bạn có thể nhìn ngắm ngay mẫu xe này trên màn hình qua những hình ảnh mà phóng viên của Auto Daily kịp chụp lại ngay khi xe được đưa tới triển lãm. Volkswagen Touareg 2019 được trang bị khá nhiều công nghệ hỗ trợ lái, từ hệ thống dẫn động 4 bánh cho đến hỗ trợ tầm nhìn ban đêm. Được xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 8 năm 2018, dưới dạng nhập khẩu tư nhân với giá gần 9 tỷ đồng, thì mẫu SUV Range Rover 2018 cũng là mẫu xe được rất nhiều người săn đón tại triển lãm lần này. Phiên bản 2018 của Range Rover được coi là bản nâng cấp giữa vòng đời, không phải là phiên bản hoàn toàn mới. Xe khác biệt rõ nét ở cụm đèn pha trước với thiết kế vuông vắn hơn, lưới tản nhiệt và hốc hút gió được thiết kế lại. Dưới nắp capo của xe là khối động cơ Supercharged V6 3.0 lít cho công suất 380 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 540 Nm tại 3.500 vòng tới 5.000 vòng trên phút. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng tốc từ 0 đến 96 km/h là 7 giây, vận tốc tối đa 210 km/h. Một mẫu xe hot được xếp hạng vào phân khúc SUV Coupe cùng với BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8 nhập khẩu từ Đức về Việt Nam theo dạng nhập tái xuất để trưng bày tại triển lãm ô tô Việt Nam 2018 trước khi phân phối chính thức trong thời gian tới. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới mang đường nét từ mẫu sedan hạng sang A8 cùng hàng loạt những công nghệ hiện đại.